Ok, hôm lên em. Hôm nay thì chúng ta lại chơi một con game mới. Chơi xong thì tôi cũng tranh thủ trả luôn cái phần quà giveaway con game Sao Mỏ Lan cho anh em. Rồi, con game này có tên là cái tên dài quá. Để mở dàn tem phép nó đã. Đây. Rồi đơn giản là cái trình mô phỏng xã hội nguyên thủy đi. Con game này mới nhìn vô ban đầu thì thấy nó khá giống là Game World á. Chính cái nhà phát hành ở dưới đây họ cũng ghi vậy luôn. Họ lấy cái bối cảnh là từ những con Game World hay là con Double Man này, Tony này nè. Đó. Họ cũng ghi giới thiệu đầy đủ. Game này là của anh em Trung Hoa Đại Lục hàng xóm chúng ta làm nha. Đây. Ồ, hôm nay họ bổ sung thêm rất nhiều ngôn ngữ nè. Thì mấy bữa trước tôi cũng có vô lướt lướt thử cái tutorial rồi. Thấy em rất có tiềm năng. Nên cũng tranh thủ chơi luôn. 0.3 giờ nè. Game này vẫn đang trong giai đoạn Early Access. Nên cũng chưa biết là chính xác là khi nào mới ra mắt nữa. Ra mắt phiên bản đầy đủ. Dev ghi ở đây là dự kiến kéo dài khoảng 1 năm, không chừng là tới 2025 đó. Game này thì ngày 27 cuối tháng này sẽ ra mắt. Nên tôi cũng chưa biết được giá game bao nhiêu, anh em có thể cân nhắc trước 5 ngày đó. Ừ, cũng nhanh mà, tầm mà tuần sau thôi. Đây. Rồi, coi thử cái trailer. Trong game này mình sẽ đóng vai một cái tù trưởng bộ lạc cho đó. Đưa những cái con dân của mình đến một cái sự thịnh vượng hơn. Đồ họa nó thì tương đối đơn giản như thế này thôi. Thậm chí nó không có thần mà một cái góc nhìn trực diện như con Game World nữa, mà nó xiên xiên cái góc xéo như thế này. Ồ, mình có thể đi săn bắt voi mã mút luôn nè. Hồi nãy tôi thấy vẫn còn một số cái chữ tiếng Trung nha. Ồ, có thể xây được cái mà công trình kiên cố luôn, có cái nền tảng rất cao luôn nè. Trong cái tutorial của chơi á, thì chưa tới mà ba cái mức này, nó chỉ mới ở cái mức cơ bản thôi, mình biết làm cái gì rồi hết rồi, thậm chí không có kết hôn hay là sinh con nữa. Cái này là hơn Game World đó nha. Trong Game World thì lúc xưa tôi chơi là chưa có cái vụ mà con cái này đâu. Thốt Tina đẻ ra nguyên một đàn giao phá luôn. Chủ đề động vật, chúng ta có con gà á nè. Hình như là cái icon của chúng ta là hình con gà thiệt á. Rồi đúng con gà thiệt nè. Vậy là trong này chúng ta có chăn nuôi rồi. Rồi con heo có thể giúp mình cái kéo xe luôn, như con trâu cày ruộng, con chó săn thì giúp mình đi săn. Rồi tưới tiêu làm giống mà con Fanware đó nha. Mình có thể giao tranh với những cái bộ lạc khác nữa nè. Vậy con game này có mà yếu tố mà chiến đấu gì đó nha, chứ không có đơn thuần chỉ là xây dựng mà sinh sản nhiều. Ừ, công thành chiến luôn. Sự thịnh vượng của một cái bộ lạc. Game này nó sử dụng rất là nhiều cái tán lá cây luôn. Ừ, nên anh em nhìn mấy cái khu vực mà có mấy cái tán lá như thế này nè, nó rất là dễ bị phân mảnh. Được, game coi trailer thấy ổn áp phết á. Tutorial tôi chơi thì chưa có nhiều mấy mức như thế này, nó chỉ đơn giản ở cái mức mà tạm tạm sơ sơ thôi. Vẫn chưa biết được làm cái gì và phải làm cái gì nữa. Nói chung là giai đoạn đời một á, ban đầu luôn. Ừ. Anh em để ý á, mấy con game Trung Hoa á, cái ngôn chữ của họ á, cái chiều dài á, nó nhiều hơn chiều dọc. Để mở cái này lên ví dụ á. Như cái phần này là UX UI nó làm ổn áp hơn nè. Tiếng Trung của mình đó nha, là cái chữ nó dọc khoảng như vậy. Ví dụ như là nó một chữ như thế này đi, còn chuyển qua tiếng Anh nó thì cái chữ nó lại chiều ngang như thế này. Tức là cái chiều dọc này nó cao á, trong cái tiếng Trung thì chiều dọc nó cao hơn chiều ngang, nó một ký tự, còn người đơn nha. Khi mà anh em chuyển qua tiếng Anh á thì đương nhiên cái đoạn này nó thấp hơn tí rồi, nhưng mà chiều ngang nó lại dài ngang. Nên cái điều này là nó ảnh hưởng đến UX UI rất là nhiều luôn. Những cái nút này dưới này nè, khi mình dịch ra thì nó hơi là lệnh tí á, chứ ở bên tiếng Trung á thì nó rất là đều luôn, nhìn rất là đẹp. Nên cái con game này cái phần UX UI lúc mà tôi chơi cái bản tutorial á thì nó hơi gói một tí, không biết thì sau này dev có cập nhật lại đầy đủ không. Nào, như thế này là UX UI nó nhìn hơi rất là lệch lạc nè. Đó, anh em viết cái bên này canh dọc bên này rất là rời rạc luôn. Ừ, chữ nó lại dồn dồn vô rất nhiều, rất là nhỏ, rất là khó đọc nữa chứ. Nên hy vọng là cái bản đầy đủ đi nè, anh em bung ra một cái câu hơi thổi nè. Thực ra cái câu này bên tiếng Trung á anh em có thể gom lại bằng cái diện tích khoảng 1/3 thôi, nhưng mà sang cái tiếng Anh thì nó rất là dài ra, cái phông nó lại rất là bự ra nữa.
Đó, cái này là ba cái lỗi UX UI nè, như bên đây cũng vậy luôn nè. Thì hy vọng lúc chơi mà hoặc là sau này ra mắt cái phiên bản hoàn chỉnh thì họ sẽ khắc phục được cái điều này. Rồi, bây giờ chúng ta vô game. Tutorial là mới vô nó cho sẵn mình hết mấy tài nguyên rồi, nên cũng chưa biết nó làm cái gì ban đầu, khởi đầu nó ăn sau nữa. Destination Animation Udon Upset sau, nói chung là load ba cái gì sụt con game á. Tôi nhớ nó phá 60 fps mà ta. Nó tên menu. Come on. Đó, tôi nhớ game này phá 60 fps mà. Bây giờ mình không có tiếng tâm như thế nào. Rồi, bây giờ mình vô New Chiba. Chế độ Custom. Custom này thì đợi tí. Rồi. Tắt FPS cái nha. Rồi bây giờ đến cái phần tạo nhân vật này thì đợi tí tôi mở cái danh sách ghế bầu quay của anh em ta, lấy cái tên của anh em rồi đưa vô cái con game này luôn. Đây đây, vô mà nó nằm ngay cái trang chủ 2024 ghế bầu quay. Đây đợt này thì cũng có mà khá ít anh em tham gia, người sẽ lấy cái danh sách này đi. Master ra. Ừ, rồi bây giờ vô mà cái này rút ngắn ngắn rồi đó, hôm nay tên gì ta, Lê Hùng Quân, gọi là Quân Lê được rồi. Ở đâu tiêu rồi, đây nè, gọi là Quân Lê ha. Còn bên này gọi là Ngã Cổng Võ rồi, Ngã Cổng Võ nè. Này anh em tướng trọng. Rồi để coi tôi lấy tên những ai tôi đưa vô. Well không? Well. Cái đợt này lần trước là giveaway Tết cho anh em là gần 60 mạng nè. Slider rồi. Rồi, bây giờ có nhiêu nhân vật trong game này ta? 2, 4, 6, 8 à, 8 nhân vật. Rồi, bây giờ random. Xong, lấy 8 người đầu. 2, 4, 6, 8. Rồi, tôi lấy tên 8 anh em này đưa vô nha. Bần Hàng Nobiku An Phạm. Rồi tạm thời đi đi, tí nữa có ai chết nữa thì tôi nhét cái tên này vô. Rồi anh em đợi tí. Tôi đặt tên mấy cái nhân vật trong cái trò chơi này đó. Ok, xong hết rồi nè. Nobiku bằng hàng người vào người ngủ còn nghèo gì đầy đủ hết rồi đó. Nói chung là đủ 8 mạng nha. Nãy giờ cái này cũng tốn hơi tốn thời gian đó. Tí vô game thì phải còn chỉnh cái nữa. Bây giờ bắt đầu. Sao hồi nãy load đinh dữ lắm mà bây giờ lại load nữa hả? Nãy mở game lên load một đống tài nguyên kỳ sụt rồi bây giờ lại tiếp tục load tiếp. À đây rồi. Cái thung lũng mà mình gọi là nhà thì bây giờ đã bất ngờ bị một cơn bão tuyết ập đến rồi ba lắp gì đó. Nói chung là đi cái hành trình xây dựng cái vùng đất mới. Bây giờ đầu tiên thì phải phân công công việc. Mỗi người tập trung làm một công việc thôi. Tôi cũng chưa biết làm cái gì nữa. Nên đợi tôi phân công xong rồi xếp game lại. Rồi, tiếp tục đợi tôi vào cắt bỏ cái khúc này luôn. Rồi lỡ thì mở để đi. Tí nữa thì mình video dài quá mình cắt sau. Bây giờ thì có rất nhiều cái nhân vật như thế này nè. Mỗi cái nhân vật nó lại có rất nhiều chỉ số bên đây nữa. Đây, thậm chí nó còn cái cả cái thói quen cái ta tết gì nữa nè. Thì tôi không biết mấy cái này có ảnh hưởng gì nhiều không. Đó, anh em để ý mà cái khu này nó quá dài nè, nó chồng lên cái cửa sổ bên đây nè. Nên nó hơi khó nhìn tí. Bây giờ thì thằng tù trưởng là Xena này, nó sẽ thức ăn của nó thì chia làm hai loại, tập trung vào thể lực và trí tuệ. Ngoài ra nó có 10 điểm tấn công, đâu mà dữ vậy? Sao tự nhiên mới vô có 10 điểm công ra? À ai cũng có 10 điểm công cho nó. Cái điểm trí tuệ này sẽ ảnh hưởng bởi một số cái công việc liên quan đến việc học thức hay là cái gì đó.
Còn cái điểm mà đi à, trí tuệ thì liên quan đến những cái mà tương lai thế hệ con của mình sau này nữa. Được. Còn cái điểm ở dưới là sức khỏe dạng như thể lực á, Vitali gọi là viết, thì sẽ tăng cái chỉ số cho mình trong mà chiến đấu, kháng lại mấy cái thời tiết bất lợi, thì là những cái thể trọng tối đa, giống như mình đi xây nhà phương pháp cổ chẳng hạn. Nên bây giờ dựa vào hai cái chỉ số này, tôi sẽ phân công cho mà 8 anh em làm cái công việc phù hợp. Ở đây là có 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 công việc phù hợp. Cái công việc đầu tiên là liên quan đến y tế thì ưu tiên lên tất cả đều 2 luôn. Cái công việc cuối cùng là liên quan đến dạy học thì cũng tất cả đều 2 luôn. Cái này sắp xếp mấy cái phương bác đồ rồi nè, thì chắc là cho những cái anh em. Cái phút này thì liên quan đến cái chỉ số gì ta? Cái này dạng như bắt cá rồi. Đầu tiên thì thằng ngu con nghêu này, kệ nó đi, nó là cái thằng già nhất này đó hay gì đó. Tuổi, ủa ơi, tôi mới có 12 tuổi rồi anh em ơi, trong con game này á, trong con game này thì 14 tuổi gọi là già rồi. Bây giờ tôi đang ở độ tuổi 12 hả ta, vậy là 2 năm nữa tôi thành ông già trong cái trưởng làng này rồi. Phụ nữ thì có thể mang thai ở cái độ tuổi thứ 7 rồi. Nói chung con game này anh em ít 3 lần cái số tuổi nên đi cho nó chính xác nha. Giống như bây giờ tôi đang là 36 tuổi đó, 12 x 3 lên 36, thì phụ nữ có thể mang thai ở tuổi 21. Nói chung ít 3 đi chứ mà đọc cái số nhỏ nhỏ thấy hơi lạc quẻ anh tí. Rồi thằng này để đó, còn anh em bần hàng này chỉ số vít rất là cao luôn, nên cho ăn đồ ăn tập trung vào chỉ số vít. Thằng này nó cứ tăng song song 2 điểm đi. Chỉ số vip cao thì anh em sẽ hợp với công việc gọi là đi săn đi, cho anh em làm thợ săn. Nhìn em nè. Hunter. Hunter. Đó, anh em bần hàng làm Hunter nha. Có gì chết ở đâu đó thì cũng gán chịu. Hunter tinh đây, ưu tiên số 1. Trong đó thì mình sẽ ưu tiên săn những con gà trong con cừu đã trưởng thành và bắt những cái con còn đang non. Bắt mấy con non để sau này mình có thể mình nuôi hay gì đó chẳng hạn. Còn những cái con mà non á thì mình không có săn nó nha, nên không chết hai con này. Công việc chính của thanh niên là chỉ có đi săn thôi. Rồi tiếp theo là Nobiku. Nobiku này trí tuệ hơi cao, để từ từ. Thanh niên này cũng trí tuệ hơi cao nữa. Quân Lê đằng sau. Quân Lê là chị đàn bà lực tiền nè, nên cho thanh niên này là câu cá rồi là phết. Đầu tiên cái chỉ số câu cá lên. Câu cá này mình có được chọn cái gì không? Không. Rồi, nhất là tập trung hai thanh niên này đã. Rồi còn lại là một cái vai trò nữa là gắp tinh với bui đinh, thì cũng tập trung vô hai anh em luôn. Chưa biết là ai. Đây, chị Hô Pha này đi. Hô Pha này đây không biết nữa, thấy cái tên hơi lạ. Gọi là thợ công nhân. Công nhân thì sẽ tập trung vào hai cái mảng này. Rồi. Rồi bây giờ cần một người đi hái lượm. Một người hái lượm. Nâng lên số 2 thôi, tại vì mình còn làm những cái việc khác nữa. Rồi một anh em phải có vít cao cao để đi làm thảo dược nữa. Thảo dược là mình phải đi ra cái bản đồ ở ngoài á, đi sách tìm kiếm cái thảo dược nè, nên bây giờ chưa biết cho ai. Tôi cho thằng trưởng làng là đi đi, để nó nằm ở nhà có tác dụng méo đâu. Rồi. Cái công nhân này, gần cái này là cái gì ta? Bóc bọc hả? Lũng mót. Lũng mót này thì cũng phải kiêm luôn mấy cái việc đồng áng này. Đó, thảo dược rồi bích chơ này, đồng áng này, gấp tinh, còn mấy cái này là cái gì ta? Ủa bên đây cũng còn cái hết nữa mà. À không, bên này là những cái công việc, không phải cái này mới là hết à. Là dạng chăm sóc sức khỏe. Chăm sóc sức khỏe thì chắc cho Kinat làm đi. Y tá. Y tá ưu tiên làm chăm sóc sức khỏe cho nguyên một đội ngũ nha. Rồi mình còn nguyên cái bảng này.
bản này là nông dân, còn thiếu một nông dân nữa. Vào đây, thanh niên vào nông dân. Ưu tiên làm mấy cái công việc liên quan đến việc đồng án. Ủa đâu phải, nhầm đây, bên này mới đúng. Còn anh điên Nobiku này làm gì ta, không biết cái gì hết, cho làm cái công việc bên đây đi, nấu ăn đi, đầu bếp đi, đầu bếp. Rồi còn ai chưa có công ăn việc làm nữa không, còn ai thất nghiệp không? Rồi tạm thời như thế này là ổn. Bây giờ xếp lên cái, đặt cái tên là phải thành phải điểm. Ủa cái này, à cái này nó mới xếp hồi vài phút trước nè. Rồi bây giờ bắt đầu cái công trình xây dựng đó. Đi có một bầy gà với bầy cừu nè, một cái dòng sông đó ngay đây, toàn gà với cừu thôi. Bui, đầu tiên mình phải bui một cái bonfire, là nơi dân chúng của tụi chúng ta là tụ tập đấy. Bonfire thì thường trước là cái lều đi, đây đặt ngay đây. Sau đó là những cái vị trí ngồi ở xung quanh cái bonfire. Mấy cái cây cỏ ở gần gần nhà thì chắc cũng phải dọn hết. Rồi, thức dậy làm việc bé ơi. Đây là cái nhà kho hả? Cái nhà kho này phải mở rộng ra. Việt Phan Bui Đinh Phan. Cái nhà kho là mình phải có cái che mưa che nắng cho nó nữa, nên phải xây cái lều, chứ không thôi là đồ nó mau hỏng lắm. Cái nhà kho chắc cũng rộng đó, nên xây to to đi, ẩn cái nóc lên. Bây giờ bấm vô Farm. Rồi, em y tá. Y tá kỳ tháp đang đi đập đá trong cây à? Ủa? Sao anh đi worker đâu vậy? Ủa nãy ai là làm thợ xây đó? Đây nè, worker làm thợ xây không vô lo làm. Tắt Unity rồi mà lâu lâu nó vẫn cảm giác cực cực giật một tí. Rồi bây giờ phải xây thêm một cái nữa, là bắt đầu những cái bàn làm việc. Cái khu làm việc thì chắc tôi xây ở dưới này luôn. Rộng quá không được hết ta. Rồi mình sẽ đặt một cái bàn làm việc vào. Cái bàn đó là bên nào ta? Rồi xây cái chỗ ăn ngủ cho nó cái nữa, quên đó. Chỗ ăn ngủ thì kế bên đây đi, ngay cái campfire nè. Sáu không? Rồi, xây mấy cái giường ngủ vào. Hơi sai sai chứ ta. Mấy cái này chưa cần đâu. Bật cái nóc nhà lên đó, anh em thấy cái nhà kho chúng ta nó được che chắn khá là đầy đủ nè. Cái khu này là sẽ làm cái khu công nghiệp mà sau đất nó lồi lõm cái ghê vậy nè. Cái này xây xong rồi phải không, mình bắt đầu đang tàn phá thiên nhiên rồi đó. Rồi xây những cái bàn làm việc vào đó.
Cái này là cái thịt khô của cái nhớ là đầm khô cái trái cây, cái nho của mình á. Xay hai cái, bên này là cái giá thịt khô. Đây là cái kệ vũ khí. Đây cái bàn gấp bên đây. Cái bàn này mình phải xây trong cái nhà nha, nó có ghi ở đây nè, cần phải có cái mái che để mà chống nó hư hại bởi cái thời tiết như trời mưa. Cái bàn này, cái bàn gấp bên, cái bàn này là cái bàn chế đồ câu cá, cũng phải có cái mái che cho nó luôn. Cái bàn này cái bàn may mặc. Đây cái bàn này là bên thuốc, chế thuốc. Chế thuốc thì chắc phải phân ra một cái khu nữa mới được, chứ không thể dọn được vô đây hết. Nhưng thôi kệ nó đi, quan tâm làm méo gì. Chế thuốc nè, cái bàn này nghiên cứu hạt giống. Hạt giống. Cái này là cái gì? Để chôn xác những cái kẻ thù ở đây. Thiêu. Rồi cái này cái lăng mộ. Cái này cái khu học tập. Cái này cái giường bệnh. Cái giường này dạng như cái bàn điều trị tâm lý á. Rồi ok hết. Bắt đầu xây dựng đi. Nhanh tay lên bay ơi. Anh em thích nằm trên cỏ luôn hay là nằm trên mấy cái nền? Chắc là nó cứ chất bốc thế này ta. Tăng tốc độ lên. Đồ ăn của mình khởi điểm ban đầu là có 500 thịt với mà 600 với baggy này. Cái kho này nó chứa được rất là nhiều thứ luôn. Khoan khoan, phải phân cái kho ra mới được. Bây giờ mình xây thêm một cái kho nữa kế bên. Cái kho này nó nằm trong mà. Đây. Cái kho này thì nó chỉ chứa những cái thực phẩm mà tươi như cái đồ ăn với mà ba cái thuốc thôi. Còn cái này thì mình không chứa đồ ăn, không chứa thuốc. Phân loại hai cái nè. Mặc dù cả hai cần mái che đó, nó đem nho với mà ba cái thuốc, ba cái thịt để đây hết nè. Bây giờ nó đang làm cái sàn, nó đang làm cái nền nhà. Nếu bạn không muốn cái cỏ ở dưới cái mái che. Rồi nó đem đồ ăn ra đây, nó ngồi nó ăn, nó nói chuyện với nhau nè. Mình có cái mái che thì thịt của mình nó lâu hơn hơn. Ở đây là nó sẽ sầu phôi trong 15 ngày nè. Thì trong cái khoảng thời gian này mình chưa có chế biến được thức ăn hay gì đâu. Nên mới cần hai cái máy phơi thịt khô này. Cũng như là làm mấy cái nho khô bằng hai máy này luôn. Ăn nho là mình sẽ tăng hai chỉ số. Mình muốn tập trung vào một cái chỉ số duy nhất nào á thì chọn vô cái food manager nè. Như bằng hàng bây giờ tôi muốn tăng vô cái chỉ số fit là nhiều hơn nè, nên tập trung vô đó. Như em này tôi muốn tăng về chỉ số trí tuệ nhiều hơn. Đây cũng vậy luôn. Đây thì tăng chục tập trung vào fit đi. Em buông lê á, anh em buông lê á. Này tăng vào trí tuệ luôn. Thằng này thì nên tăng cả hai cái đi. Vậy làm việc anh em. Trời giờ còn ngủ nữa chứ, trời chứ chật ơi. Ngủ tới 10 giờ sáng luôn à. Trời ơi ông cá này, ông bắt cá này. Ông Quân Lê này. Dậy. Trời ngủ tới 12 giờ trưa luôn à. Vãi đái. Có cái bàn này mình chế được khá nhiều thứ nữa. Đây đây đây. Cái này sẽ ưu tiên cao lên. Tại vì thịt ban đầu của mình nó mau hư lắm. Cái cây này thì mình sẽ tạo một mớ luôn. Yêu cầu là 30 hả? Ở đây mình có 600.
Em gửi đây. Cái máy tần này á, là nó dạng như bảo trì, nếu như tôi nhớ đoán không lầm hay là nhớ không lầm gì đó. Tức là trong kho mình lúc nào cũng phải duy trì cái số lượng này, còn cái trên mình mắc á, là tạo một lần. Tức là nó tạo đủ rồi, nó nghỉ, nó không tạo nữa. Cúc 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 cúc. 2 tiếng đồng hồ à? 2 tiếng là xong cũng nhanh. Đây đây đây, cái bàn này thì mình cũng mà may tình nó luôn, khoảng là 3 sợi dây thừng. Tất cả những thứ này đều cần phải tạo hết. 3 may tình. Ừ, cái giáo này phải cần nhiều đó nha, tại có khi là chúng nữa là tụi nó bên mình đó. 8 luôn đi, chắc ăn mấy cái này cũng lên miếng đi. Mình giàu có thì không sợ thiếu. Cái này câu cá nè cũng mà lên là 4 cái luôn. Bên đây thì em nó đang xây, em y táo quân lê phải không, kinap tù trưởng mà phải đi làm lao công như thế này là em thấy chưa, đâu phải ngồi chỉ tay 5 ngón đâu. Đó, bắt đầu chế tạo rồi. Mình tập trung mỗi người vô một việc á, là khi mình đủ 50 cái phần gấp tinh nè, 50 cái này nè đó, cái việc liên quan đến gấp tinh là mình có chế độ với xây dựng, thì làm việc cái việc này càng nhiều á thì cái chỉ số này nó sẽ tăng lên. Khi đủ mà 50 điểm á thì mình sẽ học được mấy cái mới ở đây, như là cái cầu nè, còn cái dưới là cái áo mưa, cái áo đi mưa, cái này là đồ nung, hai cái dưới thì chưa biết đó. Thì mình càng làm việc cái nào nhiều á thì cái ống này sẽ tăng lên đủ được cái điểm á thì mình học được cái mới. À, mình bắt được mấy gà nữa, vì xây cái chuồng gà luôn. Khu mà chăn nuôi thì nó nằm ở đâu ta? Khu này là cái khu hành chính đi, sau này mình mở ra nó. Chăn nuôi thì chắc là tôi để ở phía sau này luôn. Có khi là bên đây cũng được. Từ từ đó. Phân lô kẻ nền muôn đời thịt. Khu này, chăn nuôi ra làm khu này. Cái mà chăn nuôi nó nằm bên này, xây một cái hàng rào. Không, phía sau đi. Không, cái khu đó có khi còn xây nữa. Xa quá thì mình đi qua đi lại nó có phải tốn thời gian. X 10 là 30. Rồi. Ủa sao còn 29 à? Mình sẽ phá hai bên này để làm cái cửa. Cái cửa chuồng. Đó. Xong ở đây là đặt cái khay chứa đồ ăn cho con gà. Còn phải xây một cái khu cầu nguyện và một cái khu mà học tập nữa. Đây nè, hòn đá kể chuyện nè, là trong một ngày á, như ví dụ như cái thằng NCN rồi đi này nè đó, nó học được cái gì, nó học được là cái gấp tinh 11 điểm nè, thì sau một ngày nó sẽ ghi lên cái tảng đá đó dạng như viết nhật ký á, rồi nó truyền lại cho những cái người khác để cùng học. Sau này nó có thể là đẻ con ra, nó có thể là nhận đệ tử hay nhận học trò gì đó thì nó sẽ truyền bá lại cho người khác, nên đây là cái hòn đá kể chuyện. Mình sẽ xây ở cái gần cái campfire này đi, gọi là khuyến khích tinh thần học tập. Trên cái trang chủ nó có ghi là 8 cái khối kiến thức học tập nên chắc để đó luôn. Còn cái này là cái gì ta? Cái những cái chỗ ngồi ở gần cái điện thờ. Ủa, cái này với cái này nói chung không?
không biết nữa. Ủa đây cái cây này bớ ra giùm cái ai, cỏ này bớ luôn đi. Cái chỗ này là dạng như cái tôn giáo hay là cái gì đó tôi không biết nữa, trong cái phần tutorial nó không hướng dẫn cái này, nó chỉ hướng dẫn mà mấy cái phiến đá học tập à. Ủa đồ ăn của mình sao nó lên nhiều vậy hả, bây giờ rất là thiếu nguyên liệu nha, mấy cái gấp tinh này chế đến đâu rồi, vẫn đang chờ công nhân thôi, còn lâu lắm. Sao mày ngủ chung với nhau không vậy? Trời ơi, đi ngủ với ông cá này, đi ngủ với ông Vương Lê này, để nó quay qua bên mình nó sờ soạn mình rồi. Thợ săn y tá ngủ hình như là cái ống này nó tăng lên nè, nó hồi phục lại. Ủa, 5 giờ sáng anh em Vương Lê đi làm việc rồi đó hả? Này thấy chưa, nhìn thấy người ta chăm chỉ chưa? Tỉa cái cây này mà tỉa lâu vậy đó hả? Nó bê đá qua nó làm việc kìa. Khổ không? Vậy là cái kho này phải xây ở chính giữa cái khu trung tâm á, để cho nó lấy đồ nó di chuyển nhanh tí. Bắt mấy gà về đi anh em. Cái cục này cục thứ ba thì nó sẽ truyền cái kinh nghiệm gọi là câu cá. Làm nốt cái này đi. Trời ơi lười. Đi ngủ, ngủ chung với nhau không vậy đó hả? Anh niên nông dân với lũng mót, ông vào với mà ông an phạm gì nè, khô pha với Nobiku hả? Người là Nobi pha à? Kỳ nát với bần hàng, đúng là cặp đôi nghèo khổ luôn. Cái cây này là cái cây gì mình chưa biết. Cái phần quét thì trong tutorial cũng không có hướng. Ủa nhiều quá vậy, trong tutorial thì không có đề cập cái phần này. Cái này là dạng như những cái thành tựu mình bắt được 1.000 con cá hay được cái gì đó. Vậy ông nội ơi, ông bận hàng ơi, nghèo khổ rồi thì xin ăn lên, 10 giờ sáng rồi đi đâu đó. Rồi đi bắt gà mà đi vậy đó hả? Cái ông à, ông này đi qua làm cái này đi. Đó đi lấy vật liệu về làm đi, rồi nó lại đi xây cái chuồng gà nữa rồi. Cái này mình nghiên cứu là thảo dược, cái này là chế thuốc từ mấy cái thảo dược đó, thảo dược thì tí nữa phải đi xa lắm. Cái này cái kim là mình mài những cái xương thành những cây kim mà dạng như kim khâu á, à, được sử dụng để chế tạo quần áo nè, sau đó mình mới chế được mấy cái quần áo này. Quần áo này nó chế bằng mấy cái da động vật, da động vật mình có 12 cái thì chắc chế được 6 cái bộ đồ. Mình đang hết đá hả? Hết đá thì chưa có xây được những cái này. Thanh niên bắt cá thì bây giờ mới có 6 điểm mà. Rồi rồi ông lười. Hết một ngày chưa xây được cái này nữa. Thanh niên lụm mót rồi, không đem đồ về đi. Cái thịt này mình phơi là rất là lâu nha, còn 7 ngày nữa thì nó mới khô. Từ 100 thịt nó còn có 60 thịt thôi. Mình phơi 500 thịt này thì nó còn khoảng 300. Ủa đâu? À đây. Tính đâu hai ông này giận nhau chia tay chứ. Ông Kinat này có thể có bầu nha. Nè, mình chết vô cái ô này là có thể là ngủ một thời gian là có bầu rồi đẻ luôn á.
Bây giờ chuẩn bị học được cái gì chưa? Chưa được, mới chưa được 50 điểm, ít nhất là trong phạm vi 50 đến 100 á mình mới học được mấy cái mới này. Chứ còn lâu lắm, ngày đó. 40 ngày là 1 năm, 10 ngày là 1 mùa. Bây giờ đang là mùa xuân ngày thứ 5, nửa mùa xuân rồi đó. Trời ơi, tù trưởng mà đi làm phải ngồi lãnh đạo chỉ tay năm ngón rồi cho dân nó quẹt cổng chứ. Cái ông mà bui đinh đâu ta, bớt xuống một điểm đi, chuyển qua bui đinh đi. Có cái mục nào vận chuyển đồ đạc không? Cái này là cái gì? Cái này là chặt thịt, cái này là sắp xếp tài nguyên nè. Ổng rồi rồi, bớt cơ rồi, ông hô la đâu rồi. Không ai làm cái bể đá này giùm cái đi. Ba cái gỗ nhỏ này, một cái là cái hàng rào là cần cái hai cái lận. Nó mới 9 điểm gáp à, 8 điểm đụng đồ à. Không ổn, không ổn, phải tách hai cái điểm này ra mới được. Để tập trung vào một cái điểm chuyên cần anh thôi. Ồ, cái điểm trí tuệ này là nó sẽ tăng cái tốc độ thăng tiến những cái chỉ số này nữa nha. Tôi tưởng là nó chỉ ảnh hưởng bởi công việc thôi. Từ từ phân công nhiệm vụ cái này không được. Lụm mót, đúng là do anh em lụm mót đi làm cái nghề này luôn. Đó, anh em lụm mót là chuyên gia đi lụm đồ nè. Giờ lên 20 rồi. Ủa, cái chính giữa này ai làm? Như thanh niên quân lê thì chuyên gia bắt cá nè. Thằng tù trưởng này chế độ hơi bị nhiều đó nha. Bao nhiêu việc không làm đi chế độ. Đó, thanh niên bần hàn 16 điểm đi săn, thấy chưa? Gấp tinh thì thanh niên này không cần đâu. Gấp tinh với bùi đình thì không đến được thanh niên này. Chủ yếu là lo cái mảng food. Cái mảng này là mảng gì đâu, food đây. Thì là đi hái trái cây đồ nào, ăn uống đồ nào, rồi đi ăn làm cá khô, đi nấu ăn cooking cooking gì đó, đúng rồi, làm mảng này nè, đầu bếp, đầu bếp tập trung đầu bếp thôi. Anh nông dân là làm cái gì, thu nhập tài nguyên hả? Trùng nghề lũng mót này không được, anh nông dân này lo cái việc đồng áng thôi. Hiện tại mình chưa có làm nông, quên nữa. Thôi vậy thôi, thôi làm gì làm đi, mệt em quá. Cái cục này đi lụm về giùm tôi cái, lụm mót. Ăn phạm. Trí tuệ cao mà phải đi móc bọc, đúng khổ luôn. Thôi cho tăng cùng lúc 2 điểm đi, để lụm cho nó nhanh tí. Mày giận không về ngủ luôn hả ông? Không đâu có tiêu vậy. Ủa? Trời, ông lũng mót. Về được rồi. Đi lụm đồ tới 4-5 giờ sáng. Bên này một đống thịt nữa nè. Khổ, khổ thanh niên. Thôi đi ngủ giùm cái đi. Biết rồi, em xong quýt thì đi ngủ đi. Đi xếp đồ rồi nữa rồi, khổ chưa? Vô ngủ.
Ý xong rồi nè, xong rồi nè. Ở đây thì mình một con gà thì cần 4 ô, ở đây mình có 170 ô vậy nuôi được 40 con gà. Gà đâu? Cái này dọn hết. Sung sướng rồi ha, kệ nó làm việc trâu đêm mày cho nó ngủ tí. Đi tá thì đi đập đá, đầu bếp thì đi cắt cỏ, đi có hang gà nè đó, anh em thợ săn mà đi móc mấy con gà vậy á, niên Nobiku rồi. Đó anh em thợ săn đi bắt mấy con gà về quăng vô đây nè, đồ ăn đồ ăn. Con này tính đồ ăn sao ta? Feed manager là quản lý nè, mỗi con gà thì cần 2 thức ăn, bây giờ mình có 3 con thì 2 nhân 3 là 6. Một đơn vị thì cần phải lắp một cái đơn vị thức ăn này vào, thì mình sẽ ưu tiên lắp ba cái này không được, cái này thời gian hư nó lâu để ưu tiên thấp hơn. Gà ăn cỏ ở đây mình nuôi được 42 con phải không, vậy là 82 mỗi ngày, 82 mỗi ngày thì 820, 820 nhiều lắm, 410 thôi. Xong rồi qua chế độ auto butcher nè, tuổi thì lớn hơn là 40 thì thịt không đi, hơn 40 ngày tuổi thì cho nó bay màu luôn. 42 con thì tính ra là khoảng chia 3 ra đi 14 con đực, 4 con đực 10 cái. Vượt qua cái số này thì nó cũng thịt luôn. Rồi ok. Ai làm cái nhiệm vụ mà tùng xẻo này ta? Thằng đồ trưởng. Thằng đồ trưởng đi làm cái nhiệm vụ tùng xẻo này hả? Có ai khác đồng thai được không? Đây đây đây. Có thanh niên lụm mót là đi chặt thịt được hả? Quần áo nãy chế nhiều lắm mà. Đúng rồi, cái bàn may mặc nè. Trời, chế gần 6 tiếng. Cái này tốn bao nhiêu đá mà nó làm chậm như vậy, ba cục đá hả? Trời, bốn thanh niên đi đập đá, ba cục đá thì bốn cục này nó 40 cục, lâu còn lâu lắm. Đi học được nè, bây giờ cái này là cái cầu, mình chỉ định những thanh niên nào có chỉ số trí tuệ cao để cho nó đi học. Đây, gán cho thằng này đi nghiên cứu cái áo đi mưa này, gán cho đầu bếp luôn. Sắp tới mình học được cái gì nữa ta? Cái này sao ít dữ vậy nào? Cái này còn lâu lắm. Bây giờ mình phải cử một người đi thám hiểm. Hết hết này bây giờ chưa có ai có tiềm lực cả, chắc cho lụm mót đi đó, rồi đẩy đồ ăn cho lụm mót. Ở đây mình có 150 thì đi 15 ngày, đi 15 ngày thì thu được là 22 cái hạt hết này, ba cái hạt giống với mà ba cái hết mình chưa biết. Đi 15 ngày là hơi lâu nha, thôi đi mà bán 5 ngày thôi, đi lâu quá bỏ đi luôn á. Bốn ngày đi, 4 ngày, 4 ngày cũng thu được 2 hộp nè. Rồi đâu rồi thanh niên này, đâu rồi lụm mót, đâu rồi lụm mót, đã ra quân đi tìm cái đường mà cứu hạt giống đó. Nhìn tính tội nghiệp không, anh tới đi đâu đâu
Trời, nó đâu chạy theo chứ. Tinder đi bắt gà. Nè, bắt gà gì bỏ vô đây nữa nè. Mình có 2, 4, 5 con rồi. Đó, bỏ thêm con nó vô. Hết này thì đi 3, 4 ngày mới về lắm. Thanh niên đi bắt gà nè. Đây, ổng đi khỏi map nè. Đi đâu xa cái gì không nổi. Đây là những cái làng thân cận với mình. Không có mà bắt thú ở đây ta. Trong cái tutorial á, anh em mở cái quạt map này lên á, nó có hình cái con thú. Xong rồi mình cử mấy thằng ngựa săn á lại bắt thú rồi được à. Nhưng mà sao bây giờ tôi nhìn không thấy con thú nào hết. Cô đơn rồi, của đông mạng rồi. Con cá này cũng không ngủ đi. Ừ, thanh niên vào này giờ ngủ mình này tội nghiệp không? Nhiệt độ đang là -2 độ. Mình hồi nãy là học được cái áo mưa chưa ta? Chưa. Mới có khoảng 30% thôi. Chắc mà làm lại cái sàn này cho nó đẹp đẹp quá. À, được cục đá nữa nè. Cục thứ tư thì cho qua hình tinh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cục. Mình có 7 cây giáo rồi. Đây là 7 cây nè. 4 cộng dây thừng 4 này cái gì đó cái gì đó à, đạt được cái thành tựu na tôi rồi. Đây bắt được 10 con gà trưởng thành. Ủa, 10 con gà non. Bây giờ 10 con gà trưởng thành với lấy một cái trứng, chừng nào mới để trứng ta? Chết rồi, không có đồ ăn rồi. Ai cho nó đi ăn gì trời. Thôi rồi, thanh niên này là chuyên gia đi ăn. Thằng nào xin nợ. Thanh niên bắt cá này. Bắt cá này cho ăn luôn đi. Rồi bắt cá thì chỉ bắt cá thôi. Thằng nào xin nào đi cho ăn giùm cái. Không ăn gì thì chừng nào nó hẻo. Rồi nó ngủ rồi. Mình bây giờ có 11 con gà đó hả? Ngon. Ủa? Trời, con cá không đi đâu vậy? À, ông cá ông đi bắt cá vậy, đi ngủ đi ông còn ngồi chơi nữa. Nó thức sáng đêm luôn kìa. Nó đi quân lê này. Cái này là cái thứ 5. Cái này là cái thứ 6. 7, 8 đây. Cái thứ 7, mình phút. Một cục này nó chỉ chứa được 1.000 cái điểm kinh nghiệm thôi á. Thanh niên này đâu dí gì ta? Điểm trí tuệ thì cao mà làm. Chết rồi, hết đá rồi. À, gồng một nồi ở đây lo cái quái gì. Cục đá mà lớn đây thì nó đổ có 1 tiếng à. Nó làm có 1 tiếng xong rồi. Anh là CN tính quá. Làm việc như một lao động khổ sai luôn. Gấp tin đúng rồi đó. Nè, nó đang khắc chữ vô nè. Mày hết. Đó, đang khắc chữ gấp tin vô nè. Đó, bơm truyền tải kiến thức vô do mấy cái thế hệ sau lên. Người kể chuyện là thằng CN luôn.
Ừ. Nào xin nào tập trung tăng điểm trí tuệ cho nó lên đi. 8.7. Thanh niên đầu bếp này thông minh phết đó chứ. 9.3 luôn nè. Nghiên cứu cái áo mưa đã thành công. Vô cái soạn đồ của mình. Sau này có mùa mưa nữa thì lấy được. Bởi cái cỏ này mình nhiều lắm. Ngủ đi ông, y tá mà thức khuya vậy đó hả? Không biết có xếp cái thời gian biểu cho tụi nó mà làm việc khi nào xây cầu, bắt cái cầu qua sông. Cái cầu này bên công trình. Đây, đi ngang chỗ này thì đi từ đây qua. Cụ kìa. Thịt khô của mình làm khi nào mới xong ta? Này 2 ngày nữa lận lâu lắm. Xây cái cầu để mà nãy giờ nó đi đường vòng ở đâu dưới này nè. Ủa đâu có đường đi đâu. Nhớ đi đường này nè. Là đường này nè, nước nông nè, rồi đến trắng nè. Nên nó đi xa lắm. Bây giờ bắt cái cầu qua cho nó đi nhanh tí. Thanh niên lũng mót đã tìm được 2 cái cây này rồi. Đi cũng khá là xa đó. Nhà mình đâu có tiêu ta. À nhà mình đây nè. Hàng xóm của mình là nó hơi thân thiện tí thôi. Nó bán cái gì? Hàng xóm của mình là nó bán đồng. Ồ, ngon nha. 130 lượng tiền đâu mà mua. Thì nó bán đồ đồng nhiều lắm nè anh em ơi. Bên mình thì không có cái mỏ đồng nào hay gì á. Tôi không biết đồng kiếm đâu ra nữa. Không dạ, cái tutorial đồ chơi thì nó chỉ làm cho mình cái khúc đầu à. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ý. Đang đi. Không có quần áo gì như vậy. Ngủ rồi. Bảy tuổi mới mang bầu, 30 ngày là đẻ luôn. Sau khi sinh á, thì sẽ làm mẹ trong vòng 40 ngày và cho con bú. Có 2 bộ đồ đi mưa, quần áo thì chắc thêm nữa đi. Nè, gà lớn rồi nè. À đây. 4 ngày tuổi. Vậy là 40 ngày tuổi chắc cũng lâu à. Tăng thêm là 2 tuổi mỗi 1 năm á. Tăng thêm 2 mỗi 1 năm là sao? Bắt đầu tuổi già khi là 1 năm 6 ngày tuổi. Tức là 40 ngày tuổi là nó coi như là già đó. Khoảng 46 ngày tuổi là nó già. Vậy 40 ngày tuổi mình thịt nó là đúng rồi đó. Rồi tôi bút chơi thôi. Là 40 đúng rồi nè. Mới có 13 con gà. Sao gà được nhiều quá vậy? Chữ 4 còn được thôi. Còn lại ưu tiên vô mấy cái. Xây xong cái cầu rồi đó hả? Ngon. Ủa quét gì đấy? Thua đây chống lại 4 cái lần tấn công của nó, những cái người mà trong rừng để mắt đến mình. Nó bắt đầu đối khác thì nó sẽ đi công mình gần với phòng thủ đó thôi. Vũ khí của nó là chỉ có 1 cái cây thương à, mùa xuân thứ hai, mùa đông thứ hai, năm thứ nhất nó mới tấn công mình thôi, chả lo mấy con muỗi. Thực ra là tôi chỉnh cái này nó xuống rất là thấp rồi. Này là gì? Đấy.
Ủa sao làm hot được? Bấm vô đây hả? À, tham gia thì tất cả đều tham gia đi. Thịt mình còn nhiều lắm, 200 thịt luôn. 200 thì nhiều quá. 80, 80, 70, 70. Như thế này là hơi nhiều. Ủa cái này là cho kết hôn với nhau mà. Hình như đám cưới á. Để tí nữa tôi coi hai anh em nào ngủ với nhau, tôi cho là ứ ứ với nhau luôn. Thanh niên kia chở thanh niên kia về về đó. Ủa lụm mót về nè. Lụm mót về rồi thì nghiên cứu thuốc đi chứ. Đâu này được cái hạt giống lạ lạ nè. Nghiên cứu luôn. Ủa không có được mà. Cái gì đó. Cái góp lạ lạ nữa nè. Cái bàn góp là bàn nào vậy? Đây phải không? Ừ đúng rồi. Coi mình trồng được cây gì. Rồi cho hai miên này nè. Bần hàng với mà Kinat nha. Rồi một cặp đôi đầu tiên tôi sẽ siêu duyên cho hai anh em. Mặt mũi đó tướng phu thê luôn thấy không? Ngủ giống hệt luôn nè. Đúng là cặp đôi phu thê thiệt. Chọn ngày đẹp trời cho anh em luôn. Mùa hè hả? Sao quay lưng với nhau vậy? Vậy. Rồi. Đâu rồi ta? Kiên áp với bần hàng. Hình như cái chỗ này là tổ chức đám cưới hay gì á. Đây nè, Kiên áp nè. Phải không ta? Hót, hót ở đây có nghĩa là chủ sĩ á. Rồi hót là chỉ có một người thôi. Rồi vậy thôi cho ăn thoải mái. Đồ ăn nhiều lắm. Hay là truyền giáo gì giống phải là đám cưới nữa. Dạng như là truyền giáo nói chuyện với nhau á. Đi ngồi thiền. Cái gì? Từ từ. Chữ gì dài dưới này nè. À dạng như truyền giáo thôi. Chứ chưa tổ chức được đám cưới đâu. Học hỏi là nâng cấp cái gì đó lên. Hình như tôi xây lộn chiều rồi. Không cái chuyện mà xây mặt ở dưới. Trời ơi ông ơi. Rồi đi giảng đạo thôi. Đúng là cái thằng chém gió. Ủa sao còn có hai ách tắc hả? Nè, văn hóa tín ngưỡng nhiều phải không? Cái này phải không? Một, hai. Nông dân, vui lại cái cục này giùm em cái. Rồi quỷ cái cục này luôn đi. Ủa gì đây là xong rồi đó hả? Bật cái hót này được cái gì ta? Làm sao cho hai anh em này cưới nhau? Để thêm mấy đứa nữa làm cu ly ơi. Ấp trứng rồi. Mình có mà thịt khô nè. 600 thịt khô nữa. Sắp được rồi, sắp đủ nè, 99 điểm rồi nè. Mình sẽ học được cái đồ gốm với mấy cái gì đó. Chín chín điểm rồi, gán tí nữa đi. Cháy mà, con game này có cháy nhà không? Cái đống đá này cũng không ai dọn luôn.
Sáng cho thanh niên lụm mót dọn cái đống này. Hết này mới có 4 điểm mà. Hay là đi một vòng nữa đi. Thức dậy đi, cho đi làm việc tiếp mà. Cái này nó cần cái điểm gì không ta? Mà sao không ai làm hết vậy nè? 25% cơ hội bị dính độc. Những cái người trong bộ lạc phải có kiến thức này để mà giải trừ cái đó. Nguy hiểm nha. Y tá ở đây cũng châm cái mảng này luôn. Thì là cho Kinat đi xử làm chục bạch ha. Ok, anh em Kinat rồi. Đi thử thuốc đi anh em ơi. Từ từ tôi chậm lại. Chết tôi chôn cho. Đừng có lo. Thằng nào xin đi học cái này. Đầu bếp đi học cái này luôn. Rồi. Cái này là cái gì đó? Những cái ghi chú cổ hả? Dạng như là mình viết truyền đạt những kiến thức cho cái đời sau. Lụm mót rồi nghiên cứu xong cái này thì lại cho thanh niên lụm mót đi lên đường tiếp. Thanh niên thử thuốc nè. Bao lâu vậy? 1 tiếng hả? Rồi chúng ta cùng coi thanh niên này có hẹo không? Sao nãy nó không xếp game ta? Sao vậy? Bị gì không? À, đi khắc chữ đồ tính queo nè. Đâu có bị độc dược gì đâu. Ủa, nghiên cứu được cái méo gì? Mấy cái này là mấy cái quái gì đây? Đi co hả? Nhưng mà có xây được cái bức tường hay cái gì đâu mà đi co. Không thấy gì thay đổi luôn á. Sao mai đi học ba cái đó nhìn vậy? Cái việc nghiên cứu là cái công việc hàng đầu á. Cứ tầm cuối năm mình cho nó ăn chơi một lần đi. Cuối năm thì cho nó lên đây nghe giảng đạo một lần. Cái này chữ nhỏ quá, nếu dùng cái tôn dịch. Nghi lễ là một cách tốt nhất để truyền cảm hứng và nâng đỡ mọi người để thực hiện nghi lễ. Hãy chỉ định một cái khu vực nghi lễ trên mặt đất, sau đó đặt một cái ghế, gọi là người dẫn chuyện trong cái khu vực đó, cho phép chúng ta sử dụng cái bàn thờ cho buổi lễ. Giá trị phú quý của bàn thờ càng cao thì tác dụng của lễ cúng càng cao. Cái giá trị của mình là 10. Con cá này là bao nhiêu? 10.24. Con cá 10.24, 10.2 thua con cá nữa. 10.26 thịt khô là ngon nhất. 10.26. Chị chỉ cần thịt thôi cũng được. Thời gian kéo dài 5 ngày, tăng rất là nhiều cái hiệu ứng lên. Làm cú nữa anh em. Ăn thịt thôi.
89 thịt. Đến đây tập trung ăn chơi nào anh em. Chúng ta dạy những đứa trẻ học tập tận hưởng cái nghi lễ và cuộc sống rất là nhanh luôn. Thanh niên này cũng đi bắt cá nữa ta, chắc là không cho bắt cá nữa đâu. Thợ săn thì tập trung đi săn thôi. Không cho đi săn cái giỏi luôn, trả cái cây này lại luôn, không cho cầm nữa. Đi đâu vậy ông? Giận hả? Sao tự nhiên đi hái trái cây vậy? Với vải thì rảnh rồi. Nó đi lụm xương mấy cái con động vật này, lụm thịt nữa. Mấy con chết ớt ở đâu mà múc múc ở ngoài vẫn đi lụm, cảnh gùi quá. Đây, chuồng gà của mình sao rồi? Mới 11 con à. Chì gà 3, 6, 7, 11, 13, 15 gì? Số đề á. Rồi ông đi ngủ một tí đi cho tôi nhờ. Ngủ đúng cái giường của mình mới chịu nữa. Khác chữ lên đây, thu nhập tài nguyên thấy anh em lụm mót là đi về nữa, xong rồi khắc chữ rồi khí thế luôn thấy không, dữ gì, gấp tinh 54 luôn nè. Mấy này gần xong rồi, câu cá sắp được nữa nè. Rồi cho thanh niên thợ săn đi câu cá đi chứ không thôi ổng giỏi nữa. Ngủ hết nguyên ngày luôn. Đó bắt đầu mà chách chích với nhau đó, tán dóc với nhau đó. Mình đã học được cái đồ gốm rồi. Từ 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 có cái gì mới không? Đây 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 có cái lò bự gì vậy? Bự quá nha. Hình như có hai cái này là mới à, coi kỹ đây, công trình không có nè, giường cũng không nè, cái này xây bằng cái gì, cái này là mình phải đọc được 20 bảng á, mình mới xây được cái này. Cây cỏ thì cũng chưa hết, cũng chưa luôn, cái này để máng quần áo cũng được. Không hay để quần áo nằm la liệt dưới đất như thế được. Gáp là có hai cái bàn mới nè. Hết rồi, nó chỉ có bao nhiêu đó thôi. Chống trận hả? Chống trận là khi nào có hàng vô thì mình đấm nó. Máu chiến lắm, nên xài ở ngay đây. Không, ngược 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 ngược.
Z thì chỗ này ha. Bây giờ mình dư rất nhiều gỗ nè, chắc xây thêm một cái chuồng nữa. Cái mà cô gieo. Tí nữa mình bắt được mấy cái con khác gì như con cừu hay là con sói đâu á, này mình bỏ vô mình nuôi luôn. Ủa, thằng nào sẽ nợ đâu vậy? Đợt này xin nợ gần không tới, anh này đi đâu vậy? Bàn này xây chưa? Chưa nữa. Đá mình nhiều lắm, đá mình tới 20 mấy rồi. Cái này để làm cái gì? Độ bền nước 30 à, sử dụng 3 lần hư luôn. Sử dụng để nấu ăn, ngon. Cái bàn này, quét 2. Nó yêu cầu là cái bone of KNL. Fogging 3. Đó là chế ở cái bàn xương này nè. Fogging. Đây là cái này nè, chế nó 3 cái rồi mình đem đi trao đổi luôn. Chế cái này cần cái gì ta? À, xin vô chế đi bay. Công việc thì bây giờ đang bị quá tải. Có anh thanh niên đầu bếp vô làm rồi. Lâu dữ vậy ta? 10 tiếng đồng hồ. Mấy cái này lâu phết luôn đó nha. Bây giờ cơ bản là mình bắt đầu thiếu thiếu người rồi. Mấy cái đuốc này có tốn tài nguyên gì không? Rồi, đốt ở trong mất diện tích cái chuồng gà của mình. Bụi cây này ngứa mắt thiệt á, nhưng mà không biết làm thế nào. À quên, cho thanh niên kia đi một vòng lấy hết đó chứ, quên nữa. Y tá lên tới 11 luôn nè. Đi đi, cho thanh niên y tá đi đi. Đồ ăn thì nên đem theo mấy cái thịt khô này để cho nó thời gian lâu một tí. Đi chuyến này là bao lâu? 5 ngày phải không? Sao bèo dữ vậy? Mỗi ngày là 0.3 thì đi 3 ngày sẽ được một cái. Đó. 70 cái là vừa đủ, đi 7 ngày được hai cái loại giống mới vậy. Rồi, hành trình đi lụm, thay thế thanh niên đi lụm mốt, đi ngao du thế giới đi nha. Đi chuyến này hơi lâu đó, 7 ngày về cái là sang năm luôn rồi, không phải ăn Tết luôn rồi. Này hơi bị lâu à. Mình sẽ đục những cái này lên một cái bức xương, cái khung xương nè.
Đây, đây cái này sắp được rồi nè. Bắt cá thì mình đặt được cái 7 cá hả? Chả tới vụ như mấy luôn. Đồ ăn thì 100 điểm mới nấu được. Bây giờ chủ yếu là thịt khô à. Khô mình còn cả ngàn thịt nữa. Trúc bi. Còn hai cái nữa, đủ ba cái thì mình sẽ cho một cái thanh niên nào đó đi cầm mấy cái này đem đi. Còn lâu, còn tới 1-2 năm nữa là ngủ đi chứ. Cấp tinh của mình 54 nè, truyền đạt kiến thức rất nhiều luôn, này 62 đó. Dược liệu này mới có 9 nè. Cái câu cá này không thanh niên nào làm luôn hả ta? Hình tinh thích ban gì nè. Đặt cái này ưu tiên cao lắm mà không ai làm hết. Cái trống này thì sao? Những người có thể chiến đấu là 7 người. Hết thịt luôn rồi, thịt mình còn có ngàn à, còn lại chỉ là thịt khô thôi. Được mấy cái thì mới được có một cái thôi, vậy là chế cái này không là chắc mất khoảng 3 ngày á. Nó bắt sạch cá cái khu này luôn rồi. Thanh niên thợ săn đâu rồi ta? Đến đâu vậy? Lại cái sở thích bắt cá này nữa. Thành tựu mới bắt được ngàn cá hả? Xong cái thành tựu nào bắt được ngàn cá nè, phải thiệt. Ý ý ý, có cái gì một rồi nè. À đây đây đây. Game này có auto save không? Có. Save 1. Tiên giới kiều đòn nghe đã à. Cái gì có bốn lỗi như thế này nè. Unity debug gì một đống lỗi như thế này vậy? Lỗi mấy cái lỗi hiển thị test thôi. Thôi chả biết nó là gì đâu, kệ nó. Cái này để mấy ông dev làm việc. Hunter giờ ngủ mình rồi. Lên Kinect đi rồi. Bần hàng. Xong chưa? Trời ơi, chưa được 2 miếng nữa. Làm gì mà lê mê chậm chậm như vậy? Rồi còn 1 miếng nữa. Trời ông đi đập đá gì trời, đá còn biết bao nhiêu.
Mấy thanh niên lắm việc như thế này thì không cần phải đi mà làm ba cái trò đó đâu. Nằm thiếu tài nguyên nó bắt đầu đi làm. Bây giờ đá mình còn mấy chục cục, gỗ cũng còn cả trăm nữa. Mình tự nhiên đi ngoài chặt làm cái gì? Trong khi đang rất là cần cái này. Thanh niên kia đi tới đâu rồi? Lội băng băng khắp map đó nhìn nào. Đi từ dưới này lên đây thì tạt qua nhà cái đi. Tìm được cái giống mới, hết mới. Hết mới luôn. Rồi, xong cái bẫy bắt cá nè. Nó nằm ở đâu ta? Đây. Cái này là cái gì nữa đây? À, nó phải từ những cái con sâu này nó mới tạo ra được mà cái dĩa thức ăn. Tạo thành cái thức ăn cho nó. Rồi mới đặt vào cái bẫy cá. Cái này không cần để ở trong nhà, để ở ngoài cũng được nữa hả? Đặt luôn cái chỗ bắt cá đi. Không, để đây có giòn lắm. Fit food nữa. Fit food da thì fit food nữa nha. Đây, bây giờ cá mình có thể chế biến ngon nghẻ hơn nè. Cá mình còn 200 con. Chế làm sao? Không lẽ chế trong cái nồi này luôn. Ủa cái này xong rồi nè. Rồi đưa thanh niên thợ săn đi. Thời gian đi là 4 ngày, đi về luôn là khoảng là 8 ngày đó. Xin để cho thanh niên hết đi ta. Kệ cho lụm mót đi cũng được. Nó phải đem theo là ba cái miếng này nữa. Ba cái phiến đá này. Đây nè. Rồi ok. Đồ ăn thì đem ba cái thịt khô này theo. 80. Đủ 8 ngày. Cái chuyến hành trình nó chỉ 4 ngày thôi nhưng mà nó đi về nữa. Cái này tính luôn đường về chứ ta. Kệ gió đem nhiều nhiều đi. Đem thêm gà con chiên gà đi bán không? Đem thêm mà ba con gà đi bán. Chờ đã không? Đó anh em nhìn thấy lụm mót chưa? Dắt đi gà đi nào. Nên lụm mót này tên là An Phạm phải không? An Phạm 87, 8576 gì. Rồi đi đi. Đi tới đâu nữa? Đi tới đây hả? Bên này nó bán cái gì không? Bán mấy cái này thì ai mà mua nổi. Ừ, nó lên được cái đồ xương luôn rồi nào. Đồ nó mắc vải đái nha. Con vịt bắt giá nó bán 800 đến 5.000. Trời ơi. Đi qua bển thì mình học được 100 điểm bắt cá nữa. Nó dạy cho mình 100 điểm bắt cá. Nó có con vịt bắt cá.
trăm điểm bắt cá nữa mình lên tới đây luôn nè. Đâu nó làm cái gì đâu, cái này à. Đây đây cái bẫy bắt cá này. Cái bẫy bắt cá này người dân thì có thể lụm được cá tốn 10 cái gỗ nhưng mà sang sao? Sang sao vậy? À. Chết rồi, con cái một gì đó hả? Ê, ai ăn ai nhịn? À đây, hai nè, ba nè. Đi một đống luôn. Hết rồi. Bên mình thì chỉ có bao nhiêu xong đó thôi. Đây cái nữa. Đây cái nữa. Ba với ba là sáu. Chín. Có khả năng á, mình cầm cái này ở đó, mình đặt vô cái bẫy bắt cá. Rồi xong rồi mình đem cá về. Nên là cái này nó ngang với cái số lượng 7 đây, chứ tôi cũng không biết tính sao nữa. Cái gì? Có trứng hả? Con gà nó đang chịch nè, nó có bầu rồi nè, chuẩn bị có trứng rồi nè. Giờ mình còn có 6 mạng thôi. Ủa trứng để ăn hay là để làm cái gì? Trứng nó đang ấp ta. Chừng nào mới nở được? Số lượng trứng mỗi lần là 2 trứng mỗi lần, giá trị là 2. Con gà cần ấp trứng 10 ngày thì nó mới nở. Thôi lấy cái trứng đi ăn luôn có nghĩa nữa. Tài nguyên của mình nó mới thêm mà nó thêm cái đồ bắt cá này. Mưa kìa, ngày mai ăn chơi tí không? Ngủ đi. Cái gì đây? À. Thanh niên kia đi tới đây rồi. Giờ đang quay về. Mới dắt ba con gà thôi chi. Hai ngày nữa thì mới về đến Chi Bê luôn. Chết rồi chưa rồi. Thôi ngày mai đi ngày 5 đi. Ngày 5 cho tụi nó ăn chơi. Sao cái này không ai làm cho vậy? Nó đi từ đây xuống đây nó để đồ xong nó đi lại là cũng mất 1 tiếng đồng hồ nữa nha. Nên xây cái nhà kho là phải xây tối ưu á. Ủa?
thanh niên kia cầm đúng hết về nhà nè, một cái hạt giống chưa biết nữa. Rồi ngày mai nghiên cứu luôn. Thuốc mình còn có 4 thuốc à, tức là nhiều đứa bệnh dữ lắm rồi đó. Quét này chừng nào nó đấm mình ta. Năm hai nữa. Trời mưa quá rồi. Rồi nắng lên này. Đầu giờ chiều rồi đó. Quá giờ bầy gà. Đã không nào. Mười trứng mình sẽ lấy 5 trứng. Thôi khoan lấy trứng cho nó nở đi. Còn và lấy 2 con thôi, 2 trứng thôi. Mai thứ chị ăn chơi nha. Thằng ngu còn nghèo này hót đi, tham gia hết. Ủa kia nó về chưa? Thôi chờ nó về chơi luôn. Nó đang ấp trứng nè. Con này nữa, không có tổ gì mà nằm lăn bạc vậy. Đây nó về nó ngủ rồi nè. Rồi ngày mai thì chúng ta tổ chức ăn chơi. Mai đi. Rồi nghỉ tạm bữa đi. Cái đây ăn chơi nè bay. Cái chuyện cô thích. Chúng ta sẽ tiếp tục tiến về phía trước. Dầm điểm rồi nè. Câu cá gần dầm điểm rồi nè. Đi được cái 2 cái mới nè. Đó 2 con cá. Cái gậy làm bằng xương. Rồi nấu được súp cá thì đỡ rồi. Anh niên đầu bếp học súp cá là đúng luôn rồi đó. Trời ơi nó khổ. Giờ mới biết nấu con cá. Đó giờ nướng cá ăn hả? Hay làm cá khô? Cái này đít sơ bồ sao ta? Nung một cái chén vậy là mất mấy ngày trời đó hả? Nó nung không dài biết bao lâu mới được có 4 cái chén nè. Khổ vãi. Tình hình đặt bẫy cá rồi. À đang làm đây. Giờ. Một ngày là 24 giờ, vậy là khoảng 3 ngày mình 2 ngày rưỡi mình đặt cái bẫy cá nó một lần. Mỗi lần chắc 10 con quá.
Rồi xong rồi làm được lưới, rồi đấy bắt đầu mấy cái cần câu nó hay gì. Này không cần ở đâu. Ừ, không còn cái đồ bắt cá nào luôn. Xương thì mình nhiều lắm. Khoan khoan khoan, thanh niên y tá đâu rồi? Kinát đâu rồi? Kinát vô đây thử thuốc đi. Đi đây chi vậy? Cho thanh niên kia nát này đi luôn. Xung quanh mình không có gì cả. Tầm 40 là được một cái này, đi 4 ngày. Đi 8 ngày luôn đi. Lấy hai cái về. Gì? Mấy con gà nó âu yếm với nhau kìa. Sắp hết đồ ăn rồi nè. Hết nho hả ta? À, nho còn nhiều, hết nho khô thôi. Món súp xong rồi, ngon rồi. Sao mà cái văn minh của mình nó chậm dữ vậy nè ta? Nền văn minh của mình. Trời, tới với cái giáp gỗ này còn lâu dữ lắm. Cái hết này chưa học được cái cách mà nghiền thuốc cho nó nào. Chưa có học được cái súp dâu nữa, game này nó chậm quá à. Ủa, cái đó nó học được ở đâu ta? Học được rồi sao mà nó nấu được? Ê, quên nó làm cái đồ bắt cá xịn xịn cho nó. Năm xương đây là những cái. Này nhiều lỗi quá. Ủa mình học được cái súp cá mình chế từ chỗ nào? Cái campfire này thì đâu có nấu ăn đâu.
Nhưng mà chế ở đâu, làm ở đâu? Một cái nồi súp lớn đâu, có thể rất nhiều người cùng ăn đâu. Có cái nồi đây rồi, nhưng mà không biết chế làm sao, không biết nấu súp cá làm sao, nấu từ đây rồi không có này. Ê, 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 ê. Dần đâu, dần đâu, dần đâu. Đó, chuẩn bị thương ở trên này. Thằng đó nó đi từ cái chỗ nào vô vậy ta? Này là ba con gà mà. Cứ làm việc đi, chừng nào nó qua thì bêm nó. Chết rồi, đóng băng rồi, mình hết bắt cá được rồi. Mày chơi á, mày chơi hả? Nó chết luôn rồi, mình đâu có bắt nó được đâu. Đốt xác mày luôn. Đường quân ta xây xác quân thù, để ngay đây luôn à, dằn mặt cho mấy thằng khác. Ủa, tưởng đâu thanh niên đầu bếp này đi đó làm cái gì chứ, đi đâu vậy? À, đi lấy ra lấy cá, bắt được tôm hùm. Ngon nha. Rồi nó lấy xong rồi nó có đặt lại nó không ta? Hay là nó lấy xong mất luôn mấy cái lẫy cá đó? Gà đâu mà dữ vậy nào? Mùa đông này nó lạnh vãi rồi, nó còn tấn công nữa, tới mùa hè là năm thứ hai nó mới công mình tiếp, còn lâu. Này chừng nào mới mở ta? Chơi gần 2 tiếng đồng hồ mà chưa đâu vô đâu chứ. Cho còn trống nhiều như thế này mà nó lại không đi bắt gà đó. Thôi săn rồi.
Cho nên Kinect đi chắc cũng còn lâu lắm. Vì bên này nó bán trà sữa luôn nè, quần áo nông cừu luôn nè, trăm mấy là đủ mua rồi. Cừu nó bán ba con luôn nè, 50 đến 1.000 là bao nhiêu vậy? Không có dấu con thú nào được tìm thấy để mình đi bắt nữa. Phải cưỡi mấy con thú đi á, thì đi nhanh hơn. Nên đi mua mấy con cừu không ta? Mua mấy con cừu thì mình đem mấy con gà đi. Nó bán con cừu cả ngàn lận. Nó bán con cừu cả ngàn. Cái nhà mình đâu ta? Hàng xóm mình nào? Đi thời gian đi về là khoảng 3 ngày. Đem 5 con gà theo, cố gắng mua được một con cừu không? 200. Xịn nhất của mình là thuốc. Có hai cái thuốc trong kho thôi. Ừ, cái cây này cũng nghĩa giáo ha. Cây này dễ chế nè. Cây này dễ chế nhưng mà nó hơi nặng. Mình đem được 32 kg. Cái này chế biết bao lâu vậy mà có nhiều đây đó à. Đá cũng là quý hiếm phết chứ. Cây bắt cá mình lên cái đồ bắt cá bằng xương rồi, dẫn thêm vài con gà nữa đi. Bán những kiểu này là hết gà được luôn không? Được, rồi. Rồi lỡ rồi để tắm luôn đi, biết sao giờ. Cái xác kia đâu rồi? Của cái xác thằng quỷ kia đâu? Đem đi tôi đốt luôn rồi. Tại nó chết đâu chỗ này nè. Đi, quét mới, quét mới. Hành tinh, quét 3. Trời, đi cái 8 ngày là mình có chết luôn á.
Quest này nó dạy mình hết ban. Hết ban là cái mảng mình yếu nhất luôn nè, nên rất là cần luôn á. Là mình bắt được mà mấy cái con cừu này nè. Đó, cái quét này buộc phải làm này. Ưu tiên lên. Đâu vậy? Cho anh niên thợ săn đồ vô anh. Ủa, maximum limit là sao? Mười bốn tiếng là làm 3 ngày xong rồi đi rồi phải kịp luôn á, không có thời gian rồi để nghỉ ngơi á. Rồi mình tính đi qua đây mua cừu mà thôi, chắc mua vỏ sò đem về, chắc mua vỏ sò. Một trăm bán bao nhiêu đây có 100 à, hồi nãy đem đi 4 mấy qua tới đây nó còn có 10 mấy à, không để dắt về rồi, thôi dắt 3 con về đi, không bán ở đâu. 47 mua lại là 40 cái vỏ sò, 47 cái vỏ sò nó gần biển hả ta, 41 41 vậy là mình còn 6 nữa, 6 chia 7 là 8, 39 40 đi, bớt cái này xuống. Rồi tự về không? Về rồi. Tính ra bển mua cừu mà thôi, mình ưu tiên làm cái quét này hơn. Thanh niên nào còn mà energy nhiều thì làm việc thâu đêm đi. Deadline tới rồi bạn ơi. Deadline rồi đừng có đi nữa. Hunter. Deadline đó Hunter ơi, ráng làm việc đi. Thằng này nó order mà cái đơn hàng ở xa vãi ra, đi mất tới 8 ngày lận. Rồi, làm cho xong đi, đi ngủ. Rồi, tới cụ này qua đây làm. Cũng nghe gì nữa. Deadline dí tới đích này. Thông tin x3 phải không? 11 chắc chắn là gấp mỗi cái là trước một điểm hết, nhưng mà nhiều quá à, tới 8 cái lận, làm không nổi đâu. Thôi, cụ làm tiếp đi, order đi cụ già ơi. Cụ đừng có ngủ nữa, ráng làm xong đi cho cụ ngủ, 8 tiếng đó thôi. Anh em thấy chạy deadline mà mấy cái dự án outsource là nó như thế này là thấy khổ không? Ý, thằng nào về kìa. Đi, mình trồng được cái này rồi nè. Cho mà đầu bếp nghiên cứu. Sau thì cụ 2 tiếng nữa nghỉ nha, mệt chưa? Rồi cụ đi ngủ được rồi, y tá ngủ ngon chưa? Mình có 2 cái thảo dược mới không, bây giờ để dành nó đi, 2 cái hết mới nữa nè, hết mới nữa. Thanh niên y tá đâu ta, và đang là truyền tải kiến thức cho thế hệ sau. Ừ? À, có anh công nhân anh làm này. Không sao anh này siêng quá vậy, không để y tá nó làm.
Rồi đứa nào còn khỏe mạnh vô làm nốt cái này đây. Đụng mót làm nốt đi. OT order mà 8 tiếng nữa. Đi, học được cái gì mới nữa nè. Cái này là cái gì? À, nghiền thuốc. Bởi cái thuốc men này để y tá nó làm. Rồi. Cái web còn dư đúng 2 ngày đó, bây giờ đi nổi không? Với vải mới có 2 miếng à? À nó chưa có đặt xuống. Rồi đặt xuống thế nào? Trời đến đâu? Quét. Thời gian đi về tới 18 ngày lận, cái này bao lâu nó thiêu một lần? Rồi đi đi. Đem vinh quang gì cho chúng ta. Cái này sắp lên được cái giáp gỗ rồi, chả ý nghĩa gì luôn. Đồ đồng thì còn lâu dưới trời lắm. Có bắt cá chuẩn bị lên mà cái lưới cá mới nè. Làm gì chăm chỉ là mình có cái lưới bắt cá luôn. Đây 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 mình sắp săn được chó sói rồi nè. Thông tin cao lên là mình săn được chó sói á, xây thêm cái chuồng đó. Nó xem gì thì nó dính vô không? Trời đi hên tơ đi bắt gà. Rồi đủ nè, đủ nè. Cái gì? Từ 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 từ, hai đứa nào nó cưới nhau kìa. Nông dân với mà công nhân. Rồi đúng là hai thanh niên nhân với nhau luôn. Wow, với mà hola kết hôn rồi. Rồi, gán đẻ đi. Vài cu đi nữa thôi. Mấy cái này nào mới xong luôn trời. Cái này chưa quan trọng, cái này quan trọng hơn nè. Mấy cửa này xong xây.
Mà xong được cái này rồi. Được cái hạt giống cây đó rồi. Bây giờ mình có được cái gì mới không? Trồng trọt thì cũng chưa được lên cái gì nữa, không biết nào mới trồng được á. Bây giờ nhân công mình cũng ít, không có gì mới cả. Ê, ê. Nó đi, nó bắt gà của mình vậy. Để chúng tôi thấy cái gì khó khăn hơn tí đi. Đúng là cái thời điểm khó khăn thiệt. Trứng nhiều quá trứng này. Rồi mấy cái bẫy cá là mình phải đặt nha. Đặt bẫy cá mới lấy được cái mấy con tôm hùm. Tôm hùm là hàng xịn sò á. 0.1 trí tuệ là 0.4 thể lực luôn nè. Nó ngon hơn cá nữa. Nó ngon hơn thịt nhiều luôn. Có bầu ơi, có bầu ơi. Thanh niên Quân Lê có bầu rồi. Kỳ Nam cũng có bầu luôn rồi. Thanh niên này xăm tập thể cái gì? Đụng mót cũng bầu luôn. Phải. Ừ? Rồi đi chưa tới nữa. Ủa sao đây đi về? À nó đi từ đây qua đây nhầm. Mới đi được có là 3/5 chặng đường thôi. Sắp có 3 đứa cu ly nữa rồi. 2, 4, 6, 8. Đủ giường, đủ giường. Đủ giường rồi phải tăng thêm quần áo. Nữa hả? Chừng nào mới đẻ lận? 30 ngày. 30 ngày là 3 năm, nó lâu lắm. Có bầu hơi 3 đứa được cùng lúc luôn. Thiệt. Mới 14 tuổi có bầu này ha. Thanh niên Kinat nè. Này sắp xong rồi.
Xong rồi mình bắt đầu có sói rồi đó. Bờ gỗ bà đá là xong cái đồ cho sói luôn. Mang gà đi kìa. Cua bắp chả bán gì cả. Rồi về ơi, hồi nãy là 8 ngày là nó tính đường đi đường về luôn. Tôi tính đâu 8 x 2 16 nên cho nó dư đồ ăn nhiều quá. Bây giờ làm được cùi với mà phô mai luôn rồi nè. Một con sói cần 8 ô, bây giờ mình có thể 12 ô là hơi nhiều rồi đó. Không biết con sói nó ăn bao nhiêu. 120 đi. Ủa, cho nó ghi giống nhau được luôn nè. Không không, sói là không có bằng thịt. Bên này nó cho nó chỉnh nhau được không? Không. 16 con gà vậy ta. Coi đồ ăn của mình nó sắp đầy rồi. Còn có khoảng 4 5 lót nữa. Thịt nhiều quá rồi. Đây 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 đây. Từ đây lập một cái đội thợ săn. Thợ săn là thông tin bạn em dẫn quân theo nha. Dây thừng đó, dây thừng thì mình hồi nãy là hình như có chế rồi phải không? Rồi có nè, bao nhiêu thần luôn, rồi đồ ăn, mình đi về mấy ngày, 2 ngày 16 giờ, rồi đem dư dư một tí đi, có khi mình bắt được mấy con đó về nó ăn nữa. Đi hết rồi, bỏ nhà bỏ cửa rồi. Rồi cái vụ dê này cừu này nó hơi lâu nha, tới là gấu nữa nè, rồi tới thịt kìa, nó đang ú ớ nhau rồi.
Nè, ba anh đèn anh đi hết cho anh rồi. Đây thêm thợ săn của chúng ta đây, đang đi bắt những con sói về. Trời, giờ còn bán cừu nữa, mình sắp lên đời cừu rồi bạn ơi. Mỗi cái em mà hô pha này nè, mỗi cái em công nhân hô pha này là do đi gông đuổi hổng gài nên chưa có bầu á, chứ về là dính bầu luôn nè. Bầu nè, bầu nè, bầu nè. Sắp có 4 cu li mới rồi. Ngủ còn nghèo thì còn lâu nó mới già, còn lâu lắm. Tín hiệu động vật kế tiếp là 53 lần mới có luôn. Lúc đó mình lên tới đời gấu rồi đó. Ê, về xây mà cái khu nuôi cừu. Ui, cái khu nuôi cừu của mình. Rồi. Thấy chưa? Săn thành công rồi đó hả? Rồi giờ về thôi. Nghiên cứu luôn cái mà người còn nghèo. Ba cái phút này, cái này nó ăn cỏ thôi hả? Chết rồi, cỏ mình không có nhiều. Nuôi được 6 con cừu thôi. Bạn nhỏ bạn lớn. Bây giờ đợi cái tem thợ săn về á, tem thợ săn về thì mình mới đi bắt được mấy con cừu này. Mình tin là đó, mình mới đi bắt được mấy con cừu này, mới học được cái gì mới nữa hết ta. Đây lưới bắt cá. Hai ngàn là mát rồi. Tới tầm này là không chừng anh em sắp phá đảo đó. Tôi chơi cũng được gần nửa đường với ống này. Cái chơi này lâu hơn. Chỉ là cái bản Ali upset này tôi đoán là khoảng 200 giờ, 20 giờ chơi là coi như hoàn thiện. Anh em là chơi quen quen để tốc độ với 8 này nữa là chắc 10 giờ chơi nó hoàn thiện luôn. Đây con sói của chúng ta đây. Tem về nhà hết chưa? Về nhà hết chưa? Rồi về hết rồi. Giờ mình phải huấn luyện nó cho đến khi nhiều hơn 60 á. Huấn luyện nó nhiều hơn 60 là được. Đó, là xin đi huấn luyện nó nè. Thanh niên này cái gì cũng làm nhanh ha. Huấn luyện mấy con này thì nó bên cái gì ta?
chắc là bên cái mảng cho ăn luôn, nên đây nè. Đây đa năng 100 điểm hết banh tinh luôn. Xong được cái phô mai sữa, từ sữa là từ con bò chứ mình làm gì có bò mà làm phô mai bây giờ. Đi có quét mới. Từ 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 bây giờ ba cái phô ra ginh. Bàn đá rồi đây. Cái quét này thì sẽ cho mình là 100 thanh tinh. Thanh tinh giờ cũng chưa cần lắm. Thông tin đây cho mình chăm thì mình bắt được mấy con gấu luôn với làm cái thịt súp. Nhưng mà ở đây là tới cái thời gian này mình mới tìm được cái dấu vết động vật nữa, nên bây giờ có lên được thì mình cũng phải chờ thôi. Cái bầy này của mình đông vui vui rồi đó, 25 con rồi nè. Cụ mới được con hả? Bắt nó. Sói này thường hóa bao lâu nữa? Mới có 36% à. Ngon, quất luôn cái hồ nuôi cá liền. Thì cái hồ bá lớn này cần có 5 cục đá. Ủa, hình như là hơi bị ngược rồi đó nha. Đâu nó vẫn là cái hồ mà. Thì nuôi cá làm sao? Bơ nào. Cá thì cần phải có thức ăn cho cá để đủ lớn và bắt nó. Thức ăn cho cá mình luôn luôn có đây 9 cái nè. Trứng đang ấp. Xong cái hồ nuôi cá xong cái này hết rồi. Cái này xài cho ta. Dương cụ ơi. 7 con rồi. 4 32 đủ. Thì thường quá được chưa? Mới 42 à, lâu lắm.
Cái này làm sao ta? Đâu vải. Biết bao nhiêu mới đủ? Nó vẫy hai cái mà lên được bao nhiêu đây? 4, 6, 8, 10. 10 x 5 lên là 50 cái hả? À? Bây giờ nó vẫy ba cái rồi. Xây cái hồ này qua hướng bên đây là sai rồi, nãy không biết cái hướng nào chứ. Để nó đi tới đây nó phải bẻo con cua nữa, đi tới đây là được rồi. Thiệt. Đồ ăn sắp hết nè. Ngày 43 lâu lắm, chắc vài ngày nữa là. Cái xương này nằm rồi đó hả? Nằm rồi thì mình cho người đi luôn. Mấy cái kia có bầu hết rồi. Cho nông dân đi đi. Cầm ba cái phiến đá theo, thời gian đi về là bao lâu? 3 ngày 6 giờ. Rồi, đi được rồi đó. Bye bye. Tìm không đã ra đi. Nuôi cá này thấy bắt cá mẹ vô rồi, nó nhanh hơn đó. Sữa đâu ra tôi cũng méo biết luôn, 100 sữa mới làm được có 7 cái phô mai à. Mấy con cừu thì cho lông chứ đâu phải cho sữa đâu phải không à. Ủa nó cho cái sữa luôn hả? Con này là con dê hay con cừu? Cừu mà ship mà. Sáu được 6 cái à. Chuyện nào chuyển thành cả. Thanh niên này làm cái gì? Sáu được 7 cái. Này là sao? Chết rồi, đông quá rồi. 4, 3, 12. Ủa sao mà nhét vô chi dữ vậy ta? Bên này thì con sói nó rộng hênh thang luôn. Từ 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 từ. Đợi nào con sói nó đi lên hả?
Có thằng khốn nạn nào đó bò lại đây, nó đi bắt cá của mình. Sao cái này nó báo là cái phòng nó lỗi thôi, phải có một thằng đi. Đốt xác nó luôn, anh đầu bếp thịt nó luôn, đốt xác nó. Mày hả con, anh em ăn thịt nướng BBQ không? Đợi anh nông dân chừng nào về đó. Anh nông dân này còn bao lâu nữa? Một ngày nữa về rồi. Đoàn quân ta say sáng quân thù, nướng tới nào mới ăn được. Chết rồi, hết thức ăn rồi. Mấy con này thì nó méo ăn thịt. Rồi không còn miếng đồ ăn cho mấy con gà nữa, sao giờ? Bị gà tôi sắp chết rồi. Hái dâu, hái dâu. Mấy còn miếng dâu trên đường luôn. Thôi rồi, bị gà này chuẩn bị chiến sinh này. À, mấy cái này là hóa ra là gom này à. Ủa sao còn có 6 con à? Con sói mình ơi đây nè. Cho gà ăn, gà sắp chết hết rồi. Rồi. À không, con này nó màu vàng nữa, đến đâu nó liệm rồi chứ. Không ai cho nó ăn à. Ủa? Là sao? À đang có thai. Này có thai luôn thì có thai bình thường mà.
Bữa sau y tá qua ngủ như mình này. Ông nhân díu với tôi hả? Ông kia đáp này. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đủ mạng à. Nãy mình ngủ với ai ta? Hình như đâu phải ngủ với ông kia nát này đâu. Rồi, bầy gà liệm ở trên này. Mình cục thịt đây nè. Không ai cho nó ăn. Trời ông nội này ông dắt bầy cừu về nữa. Dắt bầy cừu đi dạo. Con này sắp được 60% nè. 60 là tôi cho ông bần hàng này cưỡi con đó luôn. Nó lớn chưa? Còn lâu lắm mới lớn. Chưa được tuổi nào luôn rồi. Con này phải trưởng thành cũng mới lớn được. Quét này còn lâu nó mới đấm mình. Bây giờ thiếu nhân lực vật lực quá rồi. Game này chắc còn lâu nữa. Bầy gà của tôi sắp chuyển sinh đó này. Không có gì cho nó ăn cả. Không còn miếng dâu luôn á. Còn mỗi thịt như thịt khô với mà cá khô mà. Dâu nhóc trên này hả? Khoan khoan khoan. Đi mà lấy cái đó rồi làm cái gì đó. Cấp tinh ghi sụp. Lên một cái trên mà không ai đi. Mười chấm ba, một chấm không chấm không ba cũng vậy à, ngang với thịt khô à. Quẩy xuyên đêm luôn, quẩy tới 7 giờ sáng luôn, không ngủ nghe gì hết, tụt huyết áp luôn nè. Giờ mình có thể bắt cá trong đây rồi, nhẹ nhàng thoải mái. Không cần đi xa nữa. Mấy con này thì nó sắp liệm hết rồi. Sói này không biết nào lớn nữa. Còn lâu lắm. 2 năm nữa là. Cái này như mình cho nó đi rồi mà. Hình như cái này quét mới nữa. Đông đứa rồi.
À đây, anh em Quân Lê bị cái gì? Đâu nổi dính độc hả? Dính độc bị bệnh thì đi vô đây ngầm. Không cần thuốc luôn, không cần luôn, không cần luôn, vậy đi ngủ thôi. Bị bệnh cảm lạnh hay gì? Chưa gì trời tối nữa này. Bầy gà nó liệm hết trơn này. Còn có ba con à. Đọc được cái món mà súp này rồi. Nấu súp thịt mà nấu ở đâu mình vẫn không biết nữa, chắc nó tự nấu thôi. Phô mai này thì chả có. Bị gà tới tôi liệm hết cho này, thành xương luôn rồi. Cái này quan trọng nè, không ai làm hết vậy. Ý, bắt được con heo rừng. Heo này chắc nó mạnh lắm nên ba ông phải đi đi. Nó sát bên nhà nên thời gian đi là bao lâu ta? 10 tiếng à? Năm chục thịt mà không đủ hả ta? Bị gà sắp là chuyển sinh hết rồi, đúng nhỏ luôn. Thế nào mình đem mới đi mình bán đó. Nhưng mà sao tụi nó không đi hái dâu nè, mới hiểu luôn á. Còn ai nhà không? Ngồi nợ xin nợ đi đập đá. Trời ơi, ông đầu bếp ông sắp điểm luôn rồi. À không, chỉ là tục mod thôi, chứ chưa có chuyển sinh. Ủa, thằng này sẽ nợ đâu? Ủa đâu? Có thấy nó đâu? À nó nằm. Sao cứ đi đập đá hoài vậy ông? Năng như hạm luôn rồi. Chết rồi, chưa có xây cái chuồng gấu rồi.
quên xây cái chuồng gấu rồi. Sói này còn lâu lắm mới lớn. Ừ. Ủa cái này nó méo bên cái kia hả? Nói gì cái này là cái gì? Ai nói là bên cái mục này hàng gì? Làm cái này nhanh nhanh lên. Bị con gấu của tôi đây. Sao bà ốm yếu gì nè? Đồ ăn thì quá nhiều rồi. Xây được công trình gì mới không? Không, không có công trình gì mới luôn. Tối ngày dẫn mấy khùng đi dạo. Ồ, nó đi cắt hết mấy cỏ nè. Cắt hết khu cỏ cho anh nào. Hai ông này làm gì? Con này con heo cái hả? Ủa con sói mình đâu mà đây? Trời lâu lắm mới lớn. Thì chừng nào mới đẻ? Sắp đẻ này, đẻ là nghỉ ha. Tôi không anh em đẻ lắm, mà anh em buôn lê nè. Đẻ thì tôi đặt thêm mớ tên đó. Nè cái danh sách tên của anh em nè. Nãy là đi tới đây rồi, ánh phạm rồi nè. Bây giờ đẻ thêm là bốn đứa nữa thì đi tới đây. Đặt cọc sẵn cho anh em mấy lót luôn á. Chừng nào mới đẻ đây? 4 ngày nữa. 4 ngày nữa là sang năm thứ ba luôn. Chết rồi, cái quét này sao rồi? Rồi không kịp hết rồi. À nó chế xong rồi. Cho anh là
Ủa sao anh nông dân mà hunter dữ vậy? Còn anh hunter lại có bao nhiêu đây? Đi về là bao lâu? 6 ngày đi về là con nó đẻ luôn rồi đó. Tội nghiệp thanh niên không? Không được nhìn mặt con nữa. Thôi đi đi, chịu khó đi. Trời, anh nông dân mà tự nhiên hình tính lên một chấm mấy. Khiếp. Mình đi cắt ba cái đồ ăn này được trăm mấy luôn nè. Để chắc phải xây thêm giường. Mình là phá cái chòi này đi ta. Ủa không ai phá cái chòi này đi. Anh nông dân đi ngủ đi. Trí tuệ nó 12.5 luôn nè. Kinh gì. Mô hình vườn ao chuồng đó anh em thấy chưa? Mấy con gà của tôi nó sống lại nè, nhưng mà nó chết la liệt cái trên này. Còn hai mấy con NCN sáng sáng là dắt cù đi chơi à, chiêu quá không. Giờ ngày qua ngày, giờ qua giờ nó khỏe không? Giờ không biết sao nuôi cừu ra sữa được đó nè. Nó có cái miệng đó là cái gì? À đi chưa tới.
Ngày nào cũng dắt mấy cù đi dạo cho anh sung sướng vậy. Nào. Thì học từ cung tên rồi, ngon rồi. Còn mỗi anh nông dân để học thôi. Bây giờ dân nó đi hết trơn này. Chừng nào mới đẻ ở đây? Nào xin nó đi ngủ rồi. Dân làm gì làm. Thấy giống chủ tịch không? Cái gì ba ba người bị tụt mót là sao? À do đẻ cho đứa con nên nó tụt. Hàng đá cá hả? Ông này là con của bằng hàng hả? Bố bằng hàng mẹ là Lê Quân. Rồi, đâu rồi ta? Cái file đâu rồi? Đây. Thú bịch phết. Thú bịch phết là cá Nga, cú Nga. Một cháu đầu lòng, cháu thứ hai là con của thằng NCN với chủ Đức Nguyên. Đứa thứ ba là con của Phạm Ánh với cu. Đó là Trương. Ba không một ba. Tên gì đọc quá vậy? 3103 chứ nào. Rồi. Còn đứa nữa là hai trai một lít. Không biết nào mới đẻ nó thôi. Trên giường cho cái cháu nó. Lại chụp nhau nữa hả? Không phải, ông Tinát ông bự gấp đôi tôi luôn. Mấy chị trong này lực điền quá. Nè, có đứa con nằm cái bên này thấy không? Đứa nhỏ nằm cái bên đó nè. Nè, thực ba cháu rồi nè. Ủa? Bốn cái bầu luôn hả? Rồi. Rồi em nào mà FA chưa có bầu rồi. Nè, chưa đẻ. Cái cặp này là Wow với Hola thì chưa có đẻ. Rồi đẻ này nghỉ nha. Gà chết tới giờ này còn mấy con à? 18 con à. Cùi còn 6 con. Con này thường quá được rồi nhưng mà nó chưa lớn. Còn con này thì sao? Con này nó sắp lớn rồi, lâu lắm. Lên tới đời con cháu rồi. Rồi thôi, hôm nay ngừng ở đây thôi. Ra tôi giúp và quay cho anh em. Tới đời cháu nè. Ở đời con chứ. Rồi có thời gian rảnh thì chơi tiếp. Năm 10 là 11 dân rồi nè. Ba đứa nhóc rồi nè. Chết game. Rồi bây giờ cứ tranh thủ mà giveaway cho anh em. Cái clip này thì để vài bữa nữa đi. Top. Nào chơi nữa thì tôi để cái clip này bật lên. Nay là mới tới đây thôi.
Đây. Bây giờ thì giveaway đã. Đợt này thì có là 26 anh em tham gia. 26 là tôi đem qua đây rồi đây. Hồi nãy là đem qua đây sửa tên đây rồi, 1 đến 26 đủ nè. Bây giờ đưa cái vòng giveaway nha. Đây. Thì thế lệ vẫn như cũ. Lần 5 ăn luôn. Lần 5 hay lần 10 đó. Lần 10 đi, cho nó lâu lâu một tí. 26 anh em thì 10 lần cũng ổn rồi. Để coi tôi có cái kia gì đó không cho anh em dễ nhì luôn. Đây. Gì đó. Vậy thì tôi lấy một cái game mini nào đó để cho anh em. Chưa biết là game gì. Lần 15 ăn luôn nha. Còn mấy cái lần lại thì tăng ghép. Tỷ lệ vẫn như cũ thôi. Anh em thì chắc quá quen với cái này rồi. Nên khỏi giải thích thêm. Rồi đây. Ta có đợt kiếp vào quay lần này. Dễ nhất là một con game Small LAN. Là con game này đây. Vừa ra mắt phiên bản chính thức. Phiên bản 1.0 ở trò chơi trị giá 30 đô trên Steam. Cái này dev gửi tôi 2-3 kỳ rồi. Nên tôi sẽ còn giveaway một lần nữa cho anh em game này. Chỉ là chưa biết khi nào thôi. Chắc đợt biết update lớn hay là cái gì đó. Game này giá tới gần 5 lít luôn nha. 4 lít rưỡi đó. Ra phiên bản chính thức rồi. Đánh giá là hơi bị mít triệt do cái phiên bản này nó không đáp ứng được cái mong đợi. Nhưng mà anh em chơi thì có bạn bè cũng là tương đối thú vị á. Rồi. Thì một con game mini thì tôi chưa biết con game gì. Lúc mà trao giải thì tôi gửi cho anh em sau. Bây giờ thì vô dùng may mắn. Đủ 26 không? Em chi 26 đúng không? Nè anh em này nãy có trong game nè. Lần trước mấy ông trên game VN trúng khá nhiều quá. Rồi bây giờ chúng ta random. Lần quay thứ 10 là ăn được cái giải nhì, còn quay thứ 15 ăn cái giải nhất. Thì người nào ăn giải nhì rồi sẽ bị loại ra nha. Là không được ăn giải nhất nữa. Không. Người nào ăn giải nhì rồi á thì vẫn có thể ăn giải nhất. Lúc đó thì cái giải nhì sẽ quay lại một cho một người khác. Chứ mà ăn giải nhì rồi thì bỏ bỏ mất cái cơ hội ăn giải nhất thì cũng kỳ lắm. Vô cái này. Mấy lần đầu thì chính vậy thôi. Rồi. Lần 1 với lần thứ 9 để tăng ghép cho anh em. Thanh niên cá. Thanh niên này nãy mới chuyển sinh thành đứa baby. Cá đâu ta? Trời mình nằm chốt bảng. Cá 1. Đừng nói vô cá nữa à. Không, qua quân lê đi. Quân đê nãy rồi lại phải chơi của cáo không ta? Hai bố con hả? Không nhớ nữa. Béo béo béo, trọng, ngã trọng có. Ba. Thứ tư này. Lại cá nữa rồi. Lại quân lê nữa hả? Ba ông này nằm gần quá ta. Gần đâm phát. Wow. Chương. Thanh niên này cũng mới thành baby nữa nè. Chu Nguyên Chuồng. Mới thành baby luôn. Năm. Mình vẫn chốt bảng. Thế méo nào đen như vậy? Ngu 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 ngu. Méo được. Lại thanh niên này nữa. Vãi. Hư cấu. Quần hay là lê?
Rồi vẫn là Vũ Đức Nguyên. Thanh niên này cũng mới là baby nữa nè. Anh em thấy nhân phẩm chưa? Béo. Hồi nãy tới số mấy rồi? Tới số 7 mà không? 7 thì chắc tới 8 quá. Vậy đi. Nguyên đúng. Có dư ai thì gán chịu. Lần thứ 9. Bằng hàng không? Ông này vô nữa rồi à. Nga CP ở đâu mà mới thấy nè ta. Rồi lần thứ 10 này ăn cái giải gì nha. Nè. 26 với 9 là 35 đúng rồi. Rồi bây giờ thì lần thứ 10 chúng ta sẽ ăn cái giải nhì đầu tiên. Một con game mini mà tôi chưa biết nghiệp gì. Tí nữa tôi lấy trong cái danh sách này tôi gửi cho anh em. Khi nào đăng cái video mà đó. Tầm lên 30 giây. 29 giây thôi. Rồi random. Người ăn giải nhì của chúng ta. Vigood, Kinat, Quân Lê, Cá, Ngu Con Nghèo. Cố lên, cố lên. Rồi chúc mừng anh em. Cái này gọi là cơ cấu rồi đó. Thấy không? Chấp hết anh em luôn. Chúc mừng anh em, Ngu Con Nghèo. Rồi, tôi sẽ gửi cái key này cho chính tôi rồi tôi tự nhận luôn. Nào nhận xong tôi lên là BOZ tôi phải anh em. Cơ cấu hết rồi. Đó. Chuột bị double lít hả ta? Nãy giờ nó bị gít gít mấy lần rồi đó. Rồi. Vãi. Lít mười mấy lần, double 3 lần. Rồi không cám luôn con mẹ ăn chuột rồi hàng gì nãy giờ thấy nó rít rít mấy lần bây giờ chúng ta đi tới lần thứ 15 ăn luôn nha chuẩn bị lần quay thứ 11 tôi sẽ lựa con game xịn nhất trong cái list là tôi tự trao quà cho chính mình. Bằng hàng không? Vũ Đức Nguyên đó không? Hai ông Nguyên ở đây thì chạy kiểu quái nào được nữa. Lên Belfemos không chừng. Rồi quên đang chỉnh 11 giây mà. 30 giây mà. Để đang đi. Chỉnh xuống là thấp thấp. Cái gì Obama đúng không ta? Obama. À. Đó cái tấm hình đúng của tôi nè. Ủa đâu vậy? Đâu thấy cái này đâu. Đó. Tự trao giải cho chính mình nè. Thấy chưa? Tí nữa thì tôi lấy cái meme này đem lên cho anh em. Độ phân giải 2K. Ông nào chế ảnh mà có tâm như vậy. Rồi quay tiếp đi. Lần thứ 11 chúng ta sang lần thứ 12. Thanh niên cá nữa rồi. Cá 1 thì bây giờ lên cá 12 á. Cá 12, lần thứ 13 nào. Béo. Sao bay, sao bay, sao bay. Quất lần thứ 14. Lần thứ 15 là ăn luôn nha. Này lần thứ 14. Ngồi còn nghèo trên này nè. Performance. Rồi bây giờ chúng ta chốt lần thứ 15 lăn luôn. Trên 1 phút luôn. Game này game quái gì đây. Không, game này không có chơi. Dép gửi cây gì tôi sẽ chơi. Giá nhìn cái giá này với cái thể loại này thì không hợp nên tôi cho máy. Quất. Dễ nhất. Smallland. Vô anh đi này cái nữa ơi.
để được khỏi trao giải ai luôn. Nè ngủ còn nghèo nè, nó đang quay nè. Nãy giờ không vô lần nào, giờ vô đúng lần ăn luôn à. Rồi quay chỗ này là không trúng rồi. Tầm khúc này không? Cái khúc mấy ông gói số là tăng ghét nè. Rồi khả năng hình điên cá hơi bị cao rồi đó nha. Hai con cá kế bên luôn. Nhưng mà rất đáng tiếc, chúng ta đã qua chương rồi. Chia buồn. Hình điên đá ăn nữa hả? À? Ông này ăn biết bao nhiêu giải rồi. Vãi thiệt. Rồi ơi. Ông này không ăn biết bao nhiêu giải luôn á. Rồi. Ừ, hồi Tết ông ăn con này rồi nè. Trời ơi, hồi Tết ông ăn con Godfather này được rồi nè. Bây giờ ăn nữa hả? Ừ, thanh niên cá lần trước ăn được con game nào đó hả? Không nhớ nữa. Hay không 23. Phải thanh niên clip quay ăn đúng hai cái giải ngon nhất luôn. Rồi ơi. Không chiêu quà cho ai hết. Tạm làm. Tạm làm. Tôi an ủi anh em thì tôi lấy cái giải của tôi quay luôn phát nữa cho anh em. Rồi vẫn còn cái dòng. Rồi lần này thì ăn cái giải gì mini game của NCN nha. Dễ nhì này gọi là an ủi với một con game cỏ thôi, tôi cũng chả biết game gì đâu, tí nữa vô random tôi cũng quay con game mà gửi anh em luôn. Đây nè, đây nè, vô đây nè, vô đây nè. Chắc sau này phải ra cái luật là ai trúng giải rồi lần sau méo cho tham gia. Quân Lê hai phát ở trên kìa, hay là quân thanh niên chuồng. Rồi cái này vô quân Lê hết chạy rồi. Thanh niên chương nãy giờ là mém mém hai lần đúng tội luôn nha. Quân Lê một hay quân Lê hai thôi chứ bây giờ cái giải nó hết chạy rồi. Rồi thôi. Ông này, ông cục đá này ông nhớ đó. Lần sau cấm ông tham gia luôn. Lòng tham vô đáy. Rồi, đây, trao giải. Đá đây, trúng gì trúng hoài không chừa cho ai hết. Với ai ta, với quân Lê hả? Quân Lê đông nào, chỗ nào đâu. Ừ? Ờ, ông nào là ông Quân Lễ? Không phải này nè. Hay là này. À, ông nào? Phải ông ta? Có khả năng ông này nhất. Đây, để tí nữa tôi lại tôi coi. Bây giờ tạm thời là xác nhận ông này đây. Với một cục đá. Ông này trúng giải Small Lam đúng không? Còn này là mini game. Rồi.
tí nữa tôi trao giải cho anh em. Hôm nay thì stream mà làm video ở đây thôi. Ok, bye bye anh em. Làm phát cũng 10 rưỡi rồi. Rồi bye anh em.